bè. Các bé ơi, hôm nay chúng ta sẽ học toán cộng trong phạm vi 4 nhé. Nào, cùng mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học với cô nhé. Cô có 1. Cô cộng 1. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Bây giờ, để cho các bé dễ hiểu, cô sẽ lấy ví dụ minh họa nhé. Cô có 1 tương đương với 1 quả trứng khủng long. Cô cộng thêm 1 có nghĩa là cô cộng thêm 1 quả trứng khủng long nữa. Vậy, muốn biết 1 cộng 1 bằng bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần đếm tổng số trứng khủng long nhé. Nào, các bé hãy đếm chung với cô nào. 1 quả trứng khủng long, 2 quả trứng khủng long. Như vậy, cô có tổng cộng là 2 quả trứng khủng long. Suy ra, đáp án 1 cộng 1 sẽ bằng 2. Tiếp theo, cô có 1, cô cộng với 0. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Tiếp tục, cô có ví dụ minh họa. 1 tương đương với 1 quả trứng khủng long. Cô cộng với 0 nghĩa là không cộng thêm bất cứ 1 quả trứng khủng long nào cả. Vậy, muốn biết 1 cộng 0 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi đếm số trứng khủng long nhé. 1 quả trứng khủng long. Vậy, cô có 1 cộng 0 sẽ bằng 1. Hay cô nói tóm lại, khi một số bất kỳ mà cộng với 0 thì luôn luôn bằng chính nó. Có nghĩa là nếu 1 cộng 0 thì vẫn bằng 1, 2 cộng 0 thì vẫn bằng 2. Rồi, bây giờ quay lại phép tính của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ điền đáp án là 1 cộng 0 bằng 1. Tiếp theo, cô có 1, cô cộng với 2. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Bây giờ cô lại có ví dụ minh họa nhé. 1 quả trứng khủng long, cô cộng với 2 tương đương với 2 quả trứng khủng long nữa. Vậy, muốn biết 1 cộng 2 bằng bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần đếm tổng số trứng khủng long nhé. Các bé hãy cùng đếm chung với cô nào. 1 quả trứng khủng long, 2 quả trứng khủng long, 3 quả trứng khủng long. Vậy là cô có tổng cộng 3 quả trứng khủng long. Suy ra đáp án sẽ là 1 mà cộng thêm 2 sẽ bằng 3. Tiếp theo, cô có 2, cô cộng thêm 1. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Tiếp tục, cô có ví dụ minh họa như sau. 2 tương đương với 2 quả trứng khủng long. Cô cộng thêm 1 nghĩa là cô cộng thêm 1 quả trứng khủng long nữa. Vậy, muốn biết 2 cộng 1 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi đếm
tổng số trứng khủng long nhé. Các bé hãy cùng đếm chung với cô nào. 1 quả trứng khủng long, 2 quả trứng khủng long, 3 quả trứng khủng long. Vậy là cô có tổng cộng 3 quả trứng khủng long. Suy ra đáp án của 2 cộng 1 sẽ bằng 3. Tiếp theo, cô có 2. Cô cộng thêm 0. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào. Tiếp tục, cô có ví dụ minh họa như sau. 2 tương đương với 2 quả trứng khủng long. Cô cộng với 0 có nghĩa là không thêm gì cả. Vậy, muốn biết 2 cộng 0 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi đếm tổng số trứng khủng long nhé. 1 quả trứng khủng long, 2 quả. À, vậy là vẫn bằng 2 quả trứng khủng long. Như phép tính trước cô đã nói, một số mà cộng với 0 thì luôn luôn bằng chính nó. Do đó, đáp án của phép tính 2 cộng 0 sẽ bằng 2. Tiếp theo, cô có 3. Cô cộng với 0. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Tiếp tục, cô có ví dụ minh họa. 3 tương đương với 3 quả trứng khủng long. Cô cộng với 0 có nghĩa là không thêm gì cả. Vậy, như cô đã nói, khi một số cộng 0 thì luôn luôn bằng chính nó. Chúng ta kiểm chứng lại nhé, bằng cách đếm số trứng khủng long nào. 1 quả trứng khủng long, 2 quả trứng khủng long, 3 quả trứng khủng long. À, cô có đáp án là 3 quả trứng khủng long. Vậy, suy ra 3 mà cộng với 0 thì bằng 3. Tiếp theo, cô có 2. Cô cộng thêm 2. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Tương tự như các ví dụ trước, cô sẽ lấy ví dụ minh họa như sau. 2 tương đương với 2 quả trứng khủng long. Cô cộng 2 là thêm 2 quả trứng khủng long nữa. Vậy, muốn biết 2 cộng 2 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi đếm tổng số trứng khủng long nhé. Các bé hãy đếm chung với cô nào. 1 quả trứng khủng long, 2 quả trứng khủng long, 3 quả trứng khủng long, 4 quả trứng khủng long. Vậy, cô có tổng cộng là 4 quả trứng khủng long. Suy ra, đáp án của phép tính 2 cộng 2 sẽ bằng 4. Cô có 4. Cô cộng thêm 0. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Tương tự, cô lại có ví dụ minh họa nhé. 4 tương đương với 4 quả trứng khủng long. Cô cộng với 0 là không thêm quả trứng khủng long nào cả. Vậy, 4 mà cộng 0 thì sẽ bằng 4. Đúng.
đúng không nào? Chúng ta cùng đếm lại xem có chính xác không nhé. 1 quả trứng khủng long, 2 quả trứng khủng long, 3 quả trứng khủng long, 4 quả trứng khủng long. À, vậy là chính xác rồi. 4 cộng 0 thì bằng 4. Tiếp theo, cô có 3, cô cộng thêm 1. Các bé hãy tính cho cô bằng bao nhiêu nào? Cô lại lấy ví dụ minh họa nhé. 3 tương đương với 3 quả trứng khủng long. Cô cộng với 1 là thêm 1 quả trứng khủng long. Vậy muốn biết 3 cộng 1 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đi đếm tổng số trứng khủng long nhé. Các bé hãy đếm chung với cô nào. 1 quả trứng khủng long, 2 quả trứng khủng long, 3 quả trứng khủng long, 4 quả trứng khủng long. Như vậy cô có tổng cộng là 4 quả trứng khủng long. Suy ra đáp án của phép tính 3 cộng 1 sẽ bằng 4.